Câu chuyện gấu con thích mau lớn. Gấu con ăn rất nhiều nên cũng lớn rất nhanh. Gấu muốn lớn thật nhanh để trở thành người lớn, làm một đại lực sĩ, sở hữu sức khỏe vô địch trong khu rừng. Một hôm, gấu đứng dưới một gốc cây nhỏ, nhờ quạ đánh dấu chiều cao của mình lên thân cây. Hai ngày sau, gấu lại đến dưới gốc cây, quạ ngó nghiêng rồi nói: "Chiều cao của cậu vẫn vậy." Mấy ngày sau, gấu lại đến đo, nhưng vẫn chẳng cao thêm được chút nào. Từ đó về sau, gấu không thèm đi đo nữa, nhưng ngày nào gấu cũng uống một bình sữa lớn, ăn hai bát canh, ba quả trứng gà, sáu bát cơm và còn thêm ba quả táo. Một năm đã trôi qua, gấu lại tìm đến gốc cây nọ để đo. Và gấu nhìn thấy chỗ đánh dấu trên cây đã nhích lên rất cao, cao hơn gấu khá nhiều. Gấu nhìn mà chảy nước mắt, buồn bã nghĩ thầm: "Mình ăn nhiều thế cơ mà, sao đã không cao lên được thì chớ, lại còn lùn đi thế này." Quả cũng không tài nào hiểu nổi, nói: "Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Nhưng tớ thấy cậu cao hơn trước nhiều mà." Hai con vật đang buồn bã thì cún thông minh đi đến. Nghe gấu và quạ thuật lại đầu đuôi câu chuyện, cún thông minh bật cười nói: "Gấu ngốc ơi là gấu ngốc, cậu lớn lên thì cái cây nó cũng lớn lên. Hơn nữa, cây còn lớn nhanh hơn cậu. Chỗ cậu đánh dấu trên thân cây đương nhiên sẽ cao lên cùng với cây, làm sao có thể căn cứ vào đó để tính được?" Gấu con giờ mới hiểu ra, bèn ngờ nghịch hỏi: "Vậy làm sao để đo được chiều cao của tớ?" Cún thông minh cười và trả lời: "Đơn giản thôi, chúng ta hãy đi tìm một bức tượng không thể lớn lên, hoặc là một bức tường cũng được." "Bức tường như thế ở đâu cũng có." Gấu đứng bên một bức tường, nhờ quạ đánh dấu lên trên đó. Lại một năm nữa trôi qua, gấu mặc quần áo mới tìm đến bức tường nọ. Rồi gấu nhảy cẫng lên sung sướng: "Giờ tớ cao lên rồi, tớ cao hơn chỗ đánh dấu nhiều lắm rồi." Các con biết không, chúng mình hãy cùng bố mẹ đánh dấu chiều cao của mình lên bức tường trong nhà để ghi lại quá trình lớn lên của mình nhé. Bé sẽ rất vui khi nhìn thấy mình lớn lên từng ngày. Để có thể cao nhanh, ngoài việc ăn uống đủ chất, các bạn nhớ rèn luyện chăm chỉ nhé. Câu chuyện chú ếch con trên lá sen. Ông mặt trời còn chưa chịu vén tấm màn mây màu bạc để nhìn xuống trái đất. Anh gà trống đã vội vàng cất tiếng gáy báo sáng: "Ó o, ó o, dậy nào bạn ơi, tập thể dục rồi vui chơi." Gió nghe thấy tiếng, liền khẽ khàng lay động nhành liễu. Cá nghe thấy tiếng, liền bơi lội tung tăng trên sông. Chú ếch con đang ngủ trên lá sen nghe tiếng, liền trở mình ngủ tiếp. Làn da dưới cằm phập phồng, tàu lá sen xanh biếc khẽ đung đưa. Sóc con đang tản bộ ven bờ hồ nhìn thấy nụ hoa to mọc trên lá sen. Lạ nhỉ, sao nụ hoa lại biết tự đung đưa? Sóc rất ngạc nhiên, bèn ngắt một ngọn cỏ dài, chọc vào nụ hoa. Ộp ộp ộp, ôi buồn quá, ai cù vào chân tôi thế? Thì ra không phải là một nụ hoa, mà là một chú ếch. Dậy đi thôi ếch ơi. Sóc con dùng ngọn cỏ cù vào bụng ếch. Ộp ộp ộp, ếch con kêu lên mấy tiếng rồi lại ngủ. Một chú chuồn chuồn bay đến, nhìn thấy trên lá sen có một nụ hoa to đang lay động, bèn xả xuống, hút lấy những giọt sương đọng. Ộp ộp ộp, ai thơm vào đầu tôi thế? Thì ra không phải nụ hoa, mà là một chú ếch. Ếch con ơi, mau dậy đi.
chuồn chuồn bay đến bên tai ếch con gọi. Ếch con kêu lên mấy tiếng rồi lại ngủ. Dậy nào bạn ơi, tập thể dục rồi vui chơi. Anh gà trống đứng bên hồ, vừa đi vừa gáy. Anh gà trống cũng nhìn lên thấy nụ hoa đang đung đưa trên tàu lá sen. Anh gà trống tìm một sợi dây nhỏ, buộc vào lá sen rồi anh gà trống, sóc con, chuồn chuồn ra sức kéo. Tàu lá sen uốn cong, rung động, ếch con lại kêu, ộp ộp ộp. Cuối cùng ếch con trên lá sen cũng đã thức dậy. Các con biết không, có rất nhiều bạn nhỏ giống như ếch con, thích ngủ nướng. Nên chúng mình hãy cùng rèn luyện thói quen không ngủ nướng nhé. Ngủ sớm, dậy sớm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là thói quen có lợi cho chúng mình sau này đấy. Câu chuyện chiếc túi vải của chú lùn. Trên phố có một chú lùn vác trên lưng chiếc túi vải to tướng. Nhìn thấy hai người cao lớn đang đánh nhau, chú lùn liền kêu lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cả hai người cùng giơ nắm đấm về phía chú lùn. Trẻ con tránh đi chỗ khác chơi, đừng xía vào chuyện người lớn. Chú lùn không hề sợ hãi, chú mở chiếc túi vải ra và nói, vào đây ngay, vào trong túi vải này. Hai người cao lớn bỗng nhiên bị thu nhỏ lại. Họ sợ hãi kêu toáng lên nhưng đã bị hút vào trong túi. Lúc ấy trên phố bỗng có một người họ bắt kẻ trộm. Chú lùn nhìn thấy tên trộm đang cắm đầu chạy trốn, liền mở túi vải ra và nói, vào đây ngay, vào trong chiếc túi nhỏ này. Tên trộm lập tức bị thu nhỏ lại, ngoan ngoãn chui vào trong túi. Đột nhiên có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ băng ngang qua. Chú lùn lại mở chiếc túi ra và nói, vào đây ngay, vào trong chiếc túi vải này. Chiếc xe tải lập tức thu nhỏ lại, chui gọn vào trong túi vải. Chú lùn vác chiếc túi lặng lẽ mang đến đồn cảnh sát, nói với chú cảnh sát, các anh hãy xử lý giúp tôi những người tôi mang đến đây nhé. Người nào vậy? Chú cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Chú lùn mở chiếc túi ra nói, ra ngoài ngay, ra khỏi chiếc túi vải này. Hai người tí hon bước ra, rồi từ từ biến thành hai người cao lớn. Họ đánh nhau trên phố, tôi khuyên không được. Chú lùn nói, nóng quá đi mất. Hai người cao lớn vươn vai nói. Chú cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên. Tiếp theo, chiếc xe tải chạy ra, từ từ lớn lên như cũ. Chiếc xe này đã vượt đèn đỏ. Chú lùn nói, chú cảnh sát càng kinh ngạc hơn. Cuối cùng, chú lùn rũ nhẹ chiếc túi, tên kẻ trộm liền chạy rơi ra ngoài. Anh ta đi ăn trộm, chú lùn nói. Xương của tôi sắp gãy rời ra rồi đây này. Đây là đâu thế? Tên kẻ trộm kêu toáng lên. Đây là đồn cảnh sát, chú cảnh sát trả lời. Chú lùn lại vác chiếc túi trên lưng, còn hai người cao lớn, kẻ trộm và cả chiếc xe tải vượt đèn đỏ đều bị giữ lại trong đồn cảnh sát. Các con biết không, chú lùn có chiếc túi vải thần kỳ, có thể gọi và bắt kẻ trộm, xe tải vượt đèn đỏ và người đánh nhau. Các em nhỏ chắc chắn cũng muốn sở hữu cho mình chiếc túi thần kỳ như vậy đúng không? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con.